Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em còn một ít Eto lên để giới thiệu đến với anh em này. Nay là còn hai con ha, một con cốc tròn, con cốc vuông của Hinode với lệ của thằng Unique, và mới về được một cái con của Aeron nữa ha. Thì đầu tiên em vào cho mọi người một con Aeron nha. Con này thì em mới vệ sinh luôn anh em, mới lau dầu luôn nè. Trông là con này còn đẹp. Đó, nước sơn nguyên zin, chưa có qua xử lý gì nha anh em, chưa qua sơn lại xử lý gì đó. Thì cái con Aero này nó nặng tới 15 kg nha anh em. Đây, con Aero này nó nặng là 15 kg, rất là nặng nha. Và ngầm của mình là ngầm 100, tình trạng mưa ngầm đẹp. Đây, cụ thể thì em Thắng sẽ quay cái mưa ngầm cho anh em xem. Con này nó hơi 15 kg, nó cũng hơi nặng nha anh em. Đây. Đó. Đây, mọi người có thể thấy ha. Đầu tiên thì mình thấy này tất cả là đều còn nguyên zin, em chưa có vệ sinh, em chỉ lau dầu thôi anh em. Mình xem nước sơn này. Đó, nước sơn 4 in này. Màu sơn xanh da trời. Rồi bên này. Đó, có chữ Aeron này anh em. Aeron No 100 này, nặng 15 kg. Con này là đế đái đồ đẹp hết nha anh em. Đây. 15 kg nè, đó, thấy không? Đế đái được còn rất là đẹp. Rồi cái mồi ngàm. Đây. Con này quay ra rất là nhẹ nhàng hết rồi nha anh em. Này nó cũng mở rộng rất là bự nha. Đó. Như thế này thì nó mở được đây. Ngàm này nó mở được là tới 11.5 nha anh em. Nó mở được là tới 11.5 cm ha, rất là bự. Con này còn đẹp nha anh em mình xem cái ngàm này, nó còn rất là đẹp luôn á. Đây. Anh em thấy không? Còn luôn những cái phần sọc sọc này. Đó. Ha. Còn mới tinh luôn. Đó, anh em thấy bên này cũng vậy nha. Rồi em Thắng quay khít lại cho mọi người này. Cái này môi ngàm bằng như chưa có xài, không có một cái vết gì nha anh em. Nó rất là đẹp, để anh em mình sưu tầm nha anh em. Những cái dòng này thì anh em mình thích cái tô đẹp khẳng nhiệt là ngoan Aeron ha, là 100. Đây. Đó, không? Đó, quay lại nó khít rịt luôn nha anh em. Đó. Không có bị loe, không bị gì nha. Một con Aeron ngàm 100 rất đẹp nha anh em. Đó. 15 kg, nặng 15 kg nha. Anh em thích cái con Aeron No 100 này mọi người cho giúp em. Aeron No 100 nha anh em, 2 triệu 2 nha. Giá này là chuyển khoản bao ship. Ship code thì thêm phí vận chuyển giúp em, tặng nó nặng 15 kg này, cái phí gửi nó tầm khoảng là gần 100.000 nha. Ha. Đó, Aeron Nano 100 nha, 2 triệu 2 nha anh em. 2 triệu 2 cho con Aeron này, nói chung còn đẹp mới có giá này nha anh em. Chứ còn ví dụ mà nó cũ hay này nọ thì nó cái giá nó thấp hơn. Còn con này là màu sơn nguyên zin màu xanh luôn. Đó, môi ngàm được còn nguyên zin luôn. Đó, đẹp. Đó rồi. Con Aeron nha anh em, nặng 15 kg. Tiếp theo con thứ hai. Thứ hai thì em có một cái con ngàm 100 nữa. Đó. Con này của Hinode cũng còn đẹp cho anh em. Hinode cũng đẹp. Cái này thì màu sơn của mình màu xanh xanh lá. Đây, em cũng đang dùng đĩa dũa nè, em lấy ra ha. Đó. Kẹp cái cây dũa. Đây, con này thì môi ngầm cũng đẹp này. Đầu tiên em sẽ quay vào cái đồ khít cho mọi người xem này. Đó. Cái này thì em để lâu chưa lau dầu lại. Đó. Môi ngầm khít đẹp luôn nha anh em. Thấy không? Hinode này, Hinode là một cái thương hiệu cũng hàng nội địa Nhật hết nha anh em. Đó, đây. Đáy đồ này nó là còn đẹp hết. Cái con Hinode ngầm 100 này thì nó nhẹ hơn con Aeron ha, nó nhẹ hơn con Aeron nha anh em. Thì cái con này nó nhẹ nhưng mà cũng mười mấy ký á. Con này thì nó nặng là được là 11 kg. Đó, con Hinode này nó nặng 11 kg nha anh em. Mười một ký nha anh em. Đó, Hinode màu xanh xanh lá này, ngàm của mình là ngàm 100. Đó, Hinode này ngàm 100. Đây, em quay lại cho mọi người xem con đẹp nha anh em. Đó, màu sơn xanh lá cay, anh em mình thích thì mình sơn lại màu khác, còn không mình để mà nguyên zin này cũng còn đẹp. Màu xanh lá tại em vệ sinh em lau dầu lên anh em thấy cái màu xanh nó hơi lợt lợt ha. Đó, màu xanh xanh lá này đó. Còn nguyên zin không có bị lủng lít gì đâu. Đó, đáy rồi còn ok, ba cái chốt lên thì mình gắn vào bàn. À. Đó, rồi. Con này thì cái
cốt cũng vuông luôn, y như con ấy. Thì con này là hình như là hình thức là nó làm cái con Eron nãy á, là nó làm bằng thép, bằng sắt thép. Còn cái này là như nó làm bằng gang, ha, có thể là bằng gang. Này là trọng lượng em nghĩ là nó nhẹ hơn Hino đen ha. Đây, con này cái ngàm mở cũng rất là rộng nha anh em. Đó. Đây. Đó. Rồi. Ngàm con Hino đen này được cái nên nó mở cũng rộng nè, anh em mình gia công đồ rồi cũng rất là thuận tiện, nó mở tới là 12, 13, 13 sen luôn ha. Đây. Mở được là 12, 13 sen luôn á, rất là rộng. Đây. Mỗi ngàm bên trong. Mỗi ngàm bên trong này anh em tham khảo rất còn rất là đẹp nha. Đó, những cái vân mà người ta xẻ đồ này nọ này còn rất là đẹp. Đây bên này cũng vậy nha. Đó. Xẻ rất là ngon nha anh em. Màu xanh lá. Đây em xoay vô. Đây, con Eron nó nặng tới 15 kg, nó gần gấp rưỡi con này nặng ha. Nhưng mà bù lại thì con này còn khá là ngon cho nên mình xài nha. Đó. Rồi, anh em thích cái con Hinode này mọi người chú giúp em. Mã số của mình là Hinode 100 nha. Hinode Hino D100. Rồi con này giá của mình là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 giúp em ha. Đó. Hino D100 1.700.000. Mã số của mình là Hino D100 nha anh em. Đây, Hino D100 giá của mình là 1.700.000 ha. Rồi, một cái con cúc tròn này anh em hay quá, cúc tròn này đây, có một cái con của Uniqua cái này thì nó cũng còn đẹp, nhưng mà anh em mình về mình sơn lại nha. Thì nó đây cũng tròn ngầm 75, nhưng mà nó nặng là tương đương với cái con hồi nãy nha anh em. Đây. Con này nó nặng là 11 kg rưỡi. Đó. Đây. Một con một em Hinode nặng 11 kg rưỡi nha anh em, của Uniqua chứ, một con của Uniqua. Rồi, Uniqua thì con này là cúc tròn nha anh em. Đây. Anh xem nè. Cúc tròn luôn rất là ngon, nó còn dính mỡ bò rồi ha. Nè. Màu sơn của mình thì màu xanh da trời, mình nó bị tróc sơn, anh em về mình có thể mình mài mà sơn ra, mình sơn lại cho nó đẹp siêu tầm được nha anh em. Uniqua này, Ahumiuto này, và cái dòng này là dòng đời cổ, nên là anh em mình thấy cái mặt bên này này nó sẽ có cái dấu xích nội địa Nhật. Rồi, con Uniqua này thì chất liệu của mình nó làm bằng thép, nên là những cái con này là nó rất là chắc chắn nha anh em. Bằng gan nhiều khi anh em mình sợ nó giòn, nó mau bể. Còn những cái con mình xét thép nào là anh em mình kẹp vô tư luôn. Bằng thép nên là một là nó bị mòn hai le, chứ còn ít khi mà nó bị nứt mã lắm anh em ha. Bằng thép nha anh em, mà vật liệu của mình là bằng thép, có cái dấu xích nội địa Nhật cổ nhỏ bự cho bá lửa này ha. Thì cúc tròn nên là về cái tính chất của mình á, nó dùng rất là ngon nha anh em. Thấy này, nó quay ra gần hết hành trình này, hết hành trình rồi thì nó cũng không có bị rơ lét nha anh em. Cái ngàm nó không có rơ lét, cúc vuông đồ này nọ thì nó nhiều khi nó có độ rơ, chứ còn cái cúc tròn là đặc biệt là nó rất là cứng nha, nó không có rơ luôn á ha. Nên là những cái dòng cúc tròn này thì nó sẽ mát tiền hơn cái vuông nha anh em. Rồi cái ngàm của mình mở ra qua ra được là tầm khoảng là 95 ly nha anh em. Này mình đo được là 75 ly này. Đó. Đây. 75 ly. Đó, hình thức còn đẹp. Trên này thì người ta có cái rảnh không biết để làm gì. Nhưng mà cái này là như người ta ép vô đó, không trên cái phần ngàm này anh em thấy không? Nó không có có con ốc luôn, rất là đẹp. Trong cuộc ốc ha, cái dòng Uniqua này làm rất là ngon nha, rất là nặng, hai nặng 11.5 kg. Rồi thì anh em thích cái dòng của Uniqua và ngàm 75, nặng là tầm khoảng là 12 kg ha, 11.5 kg, 12 kg. Đây em quay vô cho mọi người xem môi ngàm này còn rất là đẹp. Đây, đây ha, quay rất là nhanh luôn, cốc tròn đó. Đây đó, môi ngàm luôn đẹp, không có la lát nhiều đâu. Anh em mình về mình siêu tầm thì mình có thể mình vệ sinh, mình spa nó lại, mình có thể mình mài cho nó bàn tí, hoặc là mình sơn lại cho nó mới tí ha. Cái này thì em cũng chưa spa nhiều, nó bãi nguyên zin. Rồi anh em nào thích cái con Uniqua này, mọi người mình chốt giúp em mã số là Uniqua 75 nha anh em. Uniqua 75 đó. Rồi con này giá của mình là 1.950.000 giúp em nha, 1.950.000, và cái giá này mới anh em mình chuyển khoản em bao ship luôn ha, 1.950.000 ha. Một con Uniqua cúc tròn, về anh em mình vệ sinh thêm ha. Uniqua 75 ha. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.